Thưa quý vị và các bạn, trường Tiểu học Chu Văn An luôn xác định bảo hiểm y tế là chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta là một trong những chính sách an sinh xã hội giúp bảo vệ chăm sóc sức khỏe của mọi người dân. Đối với học sinh, việc tham gia bảo hiểm y tế được chăm sóc sức khỏe cho các em học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà nhà trường cần phải thực hiện tốt trong thời gian qua. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự trường Tiểu học Chu Văn An xã Dinh Tế thực hiện tốt công tác vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong những năm học vừa qua, trường tiểu học Chu Văn An, xã Vinh Tế, tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế cho học sinh, đạt tỷ lệ 100%. Năm học 2019-2020, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh, tuyên truyền, vận động giải thích cho phụ huynh học sinh về quyền lợi, lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Được biết, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020 là 4,5%, mức lương cơ sở và nhà nước hỗ trợ 30%. Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh là 563.220 đồng trên 12 tháng. Bên cạnh đó, trường còn sàng lọc nắm bắt từng hoàn cảnh gia đình của học sinh. Gia đình không có đủ điều kiện cho con tham gia bảo hiểm y tế hoặc không có khả năng tham gia một lần. Nhà trường lập riêng danh sách có địa chỉ, hoàn cảnh gia đình. Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, đoàn thể trong nhà trường có trao đổi, chia sẻ với các em. Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng học sinh và sinh hoạt cho phụ huynh và học sinh về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Trong những trường hợp khó khăn, nhà trường vận động các mạnh thường quân hỗ trợ hoặc chia thành nhiều đợt như 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng. Đến nay trường đã vận động được 513 trên 513 học sinh đều tham gia bảo hiểm y tế. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế, nhà trường đã trang bị đầu tư phòng y tế học đường với đầy đủ các dụng cụ y tế cần thiết. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tuyên truyền cho học sinh những kiến thức kỹ năng cơ bản về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe như phòng chống bệnh vệ sinh an toàn học đường, cách chăm sóc răng miệng, rửa tay đúng cách. Đầu, đầu năm, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường vận động phụ huynh học sinh tham gia một cách chủ động. Bên cạnh đó là tham mưu đến chính quyền địa phương để mọi người tham gia cuộc vận động bảo hiểm y tế cho học sinh. Hàng năm thì trường ưu tiên thu bảo hiểm y tế vào các đợt thu đầu năm, đồng thời nắm dẫn những cái trường hợp nào mà học sinh còn khó khăn để mình vận động các nguồn quỹ xã hội hóa hỗ trợ cho các em. Vì vậy thì nhiều năm liền tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế của trường đạt 100%. Ngoài sự quan tâm của nhà trường, phụ huynh trong thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, song song đó, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở bệnh viện trên địa bàn ngày càng được nâng cao, đảm bảo thực hiện quyền lợi cho học sinh có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Để tiếp tục duy trì giữ vững 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong những năm học tiếp theo, nhà trường tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh để các em thấy được tham gia bảo hiểm y tế vừa là quyền và nghĩa vụ của mình vừa là cách để các em tự bảo vệ sức khỏe của chính mình